Xin chúng ta cùng đứng lên. Chúa của chúng ta đã sống lại rồi, và trong bao nhiêu thần thánh trên đời thì chỉ có mỗi Chúa của chúng ta đã sống lại. Và Ngài đã sống là minh chứng cho việc chúng ta sẽ có sự sống đời đời cùng với Ngài. Xin chúng ta cùng ngợi khen Chúa, lớn tiếng ngợi khen Chúa. Chúa sống lại rồi. Gặp Ngài trên thiên đường, sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau đồng lòng ngợi khen tôn vinh danh Chúa. Trong mong ngày đến được hiến bên thiên đàng,
vì mùa tiêu tan chỉ có yêu thương ngập tràn. Được nhìn xem vua là đấng đã chết mua con về, sánh vương bên ngài thỏa vui đêm muôn ngàn đời. Sẽ có một ngày gần đây thế giới sẽ quỳ thờ lạy vua, sẽ có một ngày khi cái chết sẽ không còn đau, đến trước mặt Giêsu lặng xem dung nhan đấng sống. We pray in desperation, the songs of faith we send through doubt and fear. In the end, we'll see that it was worth it when He returns to wipe away our tears. Come on, ngày gần đây, thế giới vua, sẽ có một ngày khi cái chết sẽ không còn đau, đến trước mặt Giêsu lặng xem dung nhan đấng sống. Stand beside the heroes of the faith, with one voice, a thousand generations sing what is the Lamb who was slain. Chúng ta cùng đến với Chúa. There will be one day, death will be no more. Một ngày sự chết sẽ không còn nữa, vì sự sống của Chúa đã đến với chúng ta. Từng vừa rồi, ông bà anh chị em đã dự lễ phục sinh của Chúa. Ngôi mộ, cửa ngôi mộ đã được mở ra, không phải để Chúa bước ra, nhưng để lịch sử bước vào, để chứng nhận sự sống lại của Chúa. Xin ta cùng đến với Chúa buổi sáng hôm nay. Cái lạy Cha là sự sống của chúng con. Sự sống lại của Chúa là trọng tâm của mọi vấn đề, là niềm tin của cơ đốc của chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con đến để ra mặt Chúa. Buổi sáng hôm nay, dân sự của Chúa đứng trước mặt Chúa, chầu trực trước mặt Ngài. Buổi sáng hôm nay,
Chúng con đến với Chúa, cầu xin Chúa ngày ở với chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa vận hành giữa hội thánh của Ngài. Xin Chúa ngày ở với chúng con. Xin Chúa ngày ban cho chúng con một lòng vui vẻ buổi sáng hôm nay. Sự lo ra trong tuần lễ những vấn đề, những nan đề của chúng con, xin chúng con đem đến trước thánh giá của Ngài, để cho chúng con buổi sáng hôm nay vui thỏa đến đây chiêm ngưỡng dung nhan, chiêm ngưỡng Chúa là đấng sống của chúng con. Vì giờ đây xin Chúa Ngài ở cùng với chúng con. Xin Thánh Linh của Ngài mở lòng, mở mắt, mở tâm hồn thuộc linh của chúng con, để chúng con chiêm ngưỡng Chúa. Lạy Chúa yêu dấu chúng con, xin Thánh Linh của Chúa Ngài vận hành giữa dòng chúng con. Lời ca tiếng hát của anh chị em của chúng con vừa dâng lên Chúa là một mối hương thơm đẹp lòng Chúa mọi điều. Xin Chúa Ngài ở cùng chúng con, xin Chúa Ngài cũng ở cùng với tôi tớ của Ngài, trên môi miệng của ông, để dân sự của ông nghe lời của Chúa, không lấy nghe làm đủ, nhưng lấy lời đó làm sự sống cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Một lần nữa xin Chúa, Thánh Linh của Chúa Ngài ở cùng với tất cả con dân Chúa của chúng con buổi sáng nay ở đây. Chúng con cảm tạ và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh. Xin kính mời Thánh An Tòa. Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ở trong đền thờ cùng thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Cũng mến chào tất cả quý ông bà anh chị em theo dõi livestream của Hội Thánh, hoặc là sẽ xem lại livestream để cùng thờ phượng Chúa với Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta một ngày đẹp trời, và quý ông bà anh chị em cùng đến đền thờ. Chúng ta cũng nhớ tới những anh chị em đi xa. Các cô đang có một cái chuyến đi dự cái một cái conference về vấn đề truyền giáo, và chúng ta đang có một cái team, một cái đội đang được thành hình để có thể đi qua để giúp mở mang công việc Chúa tại Cuba. Tôi nghe thì cũng rất là phấn khởi, nhưng mà cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp trợ, xin Chúa Ngài sức dầu để ban cho. Thật ra công việc Chúa trên thế giới này thì khắp nơi hết, mà xin Chúa cho mình được sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa để mình đến được cái chỗ mà Chúa muốn mình đến, làm được công việc Chúa muốn mình làm. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cho nên là chúng ta cầu nguyện cho cô Hạnh, cô Trang, cho Phượng, cho những anh em, chú Rớp, những người có cái lòng muốn đi truyền giáo. Hôm nay Hội Thánh rất là vui. Có một sư Jimmy Trương và phu nhân đến nhóm với Hội Thánh. Thực ra thì tôi nói mục sư đến đúng ngày, không phải là ngày tưng bừng, mà tại vì ngày ít người, mục sư đến lấy ấm cúng hơn. Chúa ban phước cho ông bà mục sư. Cảm ơn mục sư với lại cô Vân đến. Chúng ta cũng nhớ hôm nay có một cái sự trùng hợp rất là đặc biệt, là ngay đúng ngày hôm nay là sinh nhật của Trang. Cho nên là mục sư thay mặt Hội Thánh chúc mừng sinh nhật con. Chúa ban phước cho con. Trang là một cái người mục sư hay nói vui là Messi của Hội Thánh, tức là đá bao sân, tức là chỗ nào cần là Trang phải nhảy vào để phụ. Chúa ban phước cho Trang. Mục sư cũng có được thư ký Hội Thánh nhắc là để khích lệ quý ông bà anh chị em trong vấn đề đọc Kinh Thánh. Chúng ta đã xong cái tuần lễ đầu tiên, chúc mừng quý vị những người nào đã đọc được đoạn đầu tiên, tức là 52 tuần quý vị đã được một tuần rồi, còn 51 tuần nữa, phải không? Thực ra nghe thì nó rất là dài, cầm quyển Kinh Thánh lên thấy rất là dày, nhưng mà cố gắng cứ đi mỗi ngày mấy đoạn, mỗi ngày mấy đoạn, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ rất là mau chóng thôi. Nguyện Chúa Ngài giúp. Ở trong cái lịch mà nguyên thư ký Hội Thánh gửi ra, sau này nó có những cái sẽ có những cái sự đính chính lại, để cho thì nó có những cái lỗi ở trong đó. Thì Nguyên nói là sẽ đính chính lại cho Hội Thánh để biết chính xác là mỗi ngày chúng ta đọc cái đoạn nào. Một sự khích lệ như vậy nè, quý vị có thể đọc và nhiều lúc nó không hiểu. Hay là ví dụ như mình đọc cái gì mà danh sách toàn là tên hết, ông này tới ông kia đọc boring quá, không biết. Cứ đọc đi, phải không? Cứ đọc, tại vì cái mục tiêu của Hội Thánh lần này là tất cả chúng ta cùng đọc Kinh Thánh. Còn khi nào chúng ta học Kinh Thánh á,
là bắt đầu chúng ta mới ngồi, chúng ta đào sâu, chúng ta mới phân tích coi nó ý nghĩa gì thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cứ đọc. Cái nào mà Chúa cho chúng ta nhận được liền, chúng ta cảm ơn Chúa. Những điều nào chúng ta chưa hiểu thì cứ để đó. Chứ thật ra thì không ai hiểu hết Kinh Thánh đâu. Quý vị có gửi một sư nói có nhiều câu một sư cũng đâu có hiểu. Phải không? Chúng ta sẽ cùng học với nhau. Cảm ơn Chúa về tinh thần dâng hiến của quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh. Chúng ta thấy hội thánh chúng ta nhỏ, nhưng mà chúng ta luôn luôn có những cái công việc Chúa ở tại Việt Nam, ở tại các nơi chúng ta làm được là do cái tinh thần tận hiến của anh chị em về thời gian, về ân tứ, cũng như là biết ơn Chúa về tài chánh mà Chúa ban cho để dâng lên cho Chúa. Cho nên là nguyện Chúa ngày ban phước lại cho quý ông bà anh chị em, và Chúa cũng ban phước cho hội thánh để được sự khôn ngoan, để sử dụng tiền của Chúa cho sự vinh hiển của Chúa và phát triển công việc Chúa chung với nhau. Giờ này thì chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau. Những ông bà anh chị em nào thấy có thể quỳ thì quỳ, nếu mà không tiện thì cứ ngồi, không sao cả. Chúng ta sẽ đọc cái bài mà Chúa dạy chúng ta trong sự cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen. Một sư xin phép cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con ở trong sự hiện diện của Chúa giờ này, cảm ơn Chúa vì sự sống Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa vì cơ hội chúng con được đến để tôn vinh Chúa là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, là đấng đắc thắng sự chết, cầm quyền sự sống, cho chúng con một hy vọng trong tương lai, sự sống vĩnh cửu với Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con đến đây, chúng con muốn tìm kiếm mặt Ngài. Nguyện Chúa cho mọi người chúng con nghe được tiếng của Chúa cho cá nhân của mình. Nguyện Chúa được tôn cao ở giữa vòng chúng con. Và nguyện Chúa Ngài ban phước ở trên từng tiết mục. Chúa ban phước cho chúng con nghe được những điều mà Chúa muốn chúng con nghe cho cá nhân của mình. Chúa ơi, chúng con cũng dâng lên Chúa những của lễ, những điều mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúa cho chúng con có sức khỏe, cho chúng con có công ăn việc làm, cho chúng con có kế sinh nhai, có thể là nuôi nấng được gia đình, con cái. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con vâng lời Chúa và dâng lên cho Chúa hoa quả đầu mùa, dâng lên cho Chúa phần 10 mà Chúa Ngài dạy chúng con. Con cầu nguyện Chúa Ngài sử dụng số tiền này để làm ích lợi cho công việc của Chúa. Và xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng con, để chúng con mỗi ngày có đức tin ở nơi Chúa. Chúng con dám làm theo lời của Chúa và kinh nghiệm phước hạnh của Chúa đổ xuống cho chúng con đến nỗi không chỗ chứa. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện Chúa bao phủ chúng con hết thảy giờ này và ban ơn ở trong thì giờ chúng con thờ phượng Chúa chung với nhau. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta ngồi trở lại. Bây giờ này đến phần nhạc đặc biệt, con xin ngợi khen Chúa bài Hoan ca Chúa phục sinh, và xin chúng ta cứ tự nhiên dâng hiến ở trên này. Yeah. Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại, tin chỉ nơi đây mộ Chúa Giêsu. Còn đau bao thương với bao lo buồn, phần mùa kia giờ đây đã mở toan. Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại, tìm chỉ nơi đây mộ Chúa Giêsu. Cùng nhau hân hoan xướng ca vui mừng, vì Ngài đã hoàn thành ơn cứu rỗi. Vua thiên cung lìa bỏ ngai vàng, chào đời chốn điêu linh. Trong nhân gian nào có ai bằng lòng, vì người chịu trên thế. Trong bao nhiêu thần thánh trên
giờ sống nơi đâu? Trên dương gian chỉ duy có Giê-xu, Ngài sống mãi muôn nghìn thu. Phục sinh vinh quang, Chúa sống lại. Tình chỉ nơi đây, mộ Chúa Giê-xu. Còn đâu vô phương với bao lo buồn, phần mùa kia giờ đây đã mở toan. Phục sinh vinh quang, Chúa sống lại. Tình chỉ nơi đây, mộ Chúa Giê-xu. Cùng nhau hân hoan, xứng ca vui mừng, chào mừng ngày phục sinh Chúa Giê-xu. Chúa sống lại, tìm chỉ nơi đây mộ Chúa Giê-xu. Còn đau đau thương với bao lo buồn, phần mộ kia giờ đây đã mở toan. Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại, tìm chỉ nơi đây mộ Chúa Giê-xu. Cùng nhau hân hoan, xướng ca vui mừng, vì Ngài đã hoàn thành ơn cứu rỗi. Vua thiên cung bỏ ngai vàng, chào đời chốn điêu linh. Trong nhân gian nào có ai bằng lòng, vì Người chịu trên thế. Trong bao nhiêu thần thánh trên đời, giờ sống nơi đâu? Trên thương gian chỉ duy có Giê-xu, Ngài sống mãi muôn nghìn thu. Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại. Tìm chỉ nơi đây, mộ Chúa Giê-xu. Còn đau đau thương với bao lo buồn, phần mộ kia giờ đây đã vỡ toan. Phục sinh vinh quang, mừng Chúa sống lại. Tìm chỉ nơi đây, mộ Chúa Giê-xu. Cùng nhau hân hoan, xướng ca vui mừng, chào mừng ngày phục sinh Chúa Giê-xu. Cùng nhau hân hoan, xướng ca vui mừng, chào mừng ngày phục sinh Chúa Giê-xu. Amen. Và giờ này chúng ta cùng đọc Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký, đoạn 2 từ câu 18 đến câu 25. Chúa, Đức Chúa Trời lại nói, con người ở một mình không tốt, ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp. Chúa, Đức Chúa Trời lấy đất nắng lên mọi thứ, và mọi chim trời, rồi đem đến cho người để xem người đặt tên chúng là gì. Và bất cứ tên gì người gọi mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Adam đặt tên cho tất cả các loài gia súc, chim trời và thú rừng. Nhưng về phần Adam thì không tìm được một người giúp đỡ thích hợp với mình. Chúa, Đức Chúa Trời khiến Adam ngủ mê. Khi người đang ngủ, Ngài lấy một chiếc xương sườn của người rồi lắp chỗ thịt đó lại. Từ xương sườn lấy nơi Adam, Chúa, Đức Chúa Trời dựng nên một người nữ và đem đến cho người. Adam nói, bây giờ đây là xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi. Người này được gọi là người nữ vì từ người nam mà ra. Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân. Adam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy xấu hổ. Và giờ này xin chúng ta cùng nghe sứ điệp của một sư Tạ Huy Trường, Cẩm Nang Hôn Nhân. Kính chào quý ông bà anh chị em một lần nữa. Hội thánh chúng ta đang rất là háo hức để chờ đón một cái hôn lễ, và lâu lắm hội thánh mới có một cái lễ cưới.
Cho nên thấy là từ người lớn tới người nhỏ ai cũng rất là hào hứng. Cho nên là nhân cái dịp đó, mục sư muốn chúng ta có một vài tuần để chúng ta học về cái hôn nhân theo cái bản vẽ của Chúa như thế nào. Chúng ta thấy khi mà đàn ông nói riêng và con người mình nói chung, khi mà mình mua được cái tủ lạnh, mình mua một chiếc xe, mình mua gì đó, mua cái bàn là mình nhảy vô mình xài liền, phải không? Mình xài tới hồi cái nó trục trặc cái mình mới đi lục lại cái me nhồ, mình coi cái vấn đề của nó bị ở chỗ nào, cái mình mới chỉnh sửa. Nếu như mà mình đọc cái bản đó ngay từ đầu thì có thể là mình sẽ tránh được một số những cái trục trặc ở trong xe hay là những cái furniture của mình. Nhưng mà tại vì mình không có đọc cái cẩm nang đó từ đầu, cho nên có nhiều lúc nó lại tạo lên những cái khó khăn cho mình và mình lại phải chỉnh sửa trở lại. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng cảm ơn là cái người kỹ sư mà thiết lập nên cái điều đó có cái bản vẽ, có cái cẩm nang để cho chúng ta có thể trở lại được. Hôn nhân là một cái điều rất là thiêng liêng, hôn nhân là một cái điều rất là phước hạnh, nhưng mà hôn nhân cũng cực kỳ thách thức cho đời sống của chúng ta. Cái bài học hôm nay chúng ta mở lòng mình ra đón nhận. Chúng ta có thể là những người đã ở trong hôn nhân, những người đang ở trong hôn nhân, những người hướng tới để bước vào trong hôn nhân, thì lời của Chúa, cái cẩm nang nó cần cho tất cả chúng ta hết. Có thể là chúng ta thấy là cái hôn nhân của mình nó thuận buồm xuôi gió, có thể là nó có những cái bão tố nổi lên hoặc là có những sự gãy đổ. Cái sứ điệp này không phải là cái sứ điệp mà để cho chúng ta bị condemn, bị cảm thấy mình lên án, bị lên án, nhưng mà chúng ta đến với tinh thần là học hỏi để chúng ta nghe coi Chúa nói gì. Một sư nghe kể một cái câu chuyện, nói có ông đó căn nhà ông bị nứt tường, và khi bị nứt tường như vậy ông mới kêu thợ đến để sửa cái bức tường đó. Thì cái người thợ đó đã vá lại cái bức tường, sơn được cái lại rất là đẹp và ông rất là hài lòng. Nhưng mà sau 2 tuần thì cái bức tường nó lại nứt trở ra nữa. Nứt trở ra thì ông lại kêu cái người đó tới, nói sao mà bây giờ sửa rồi mà bây giờ nó lại bị nứt. Thế là ông này lại tới, lại trét lên, lại sửa lại, nhìn đẹp được cái lại, giao cho người chủ nhà. Nhưng mà không bao lâu thì nó lại nứt nữa. Thì lần này người chủ nhà mới thấy vậy, mới không có kêu cái ông thợ này nữa. Như vậy là ông làm sao không được rồi. Mới kêu một cái người thợ mà ông nghĩ rằng cái người này có chuyên môn hơn. Và cái người này đến, người này quan sát xong rồi nói là nhà ông không có bị nứt tường. Nói cái gì? Cái nứt tường trước mặt tôi thấy như vậy mà nói là không có bị nứt tường. Ông nói là đúng là cái nhà nó bị nứt tường. Nhưng mà cái nan đề nó không phải là ở cái chỗ nứt tường. Mà cái nan đề là cái nền nó bị chạy. Và khi mà cái nền mà nó bị chạy á, nó làm cho cái tường bị nứt. Cho nên là tại sao mà nó cứ bị nứt hoài là tại vì cái nền của nó đã bị chạy. Có thể là chúng ta xây dựng nhiều thứ mà chúng ta không có đọc cẩm nang. Có thể là những cái điều mà chúng ta bị nứt ra, chúng ta bị gãy là tại vì cái nền của chúng ta nó vốn không có được tốt. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta muốn dành thời giờ để chúng ta xem cái cẩm nang của Chúa khi mà Ngài thiết lập hôn nhân như thế nào. Thật là có nhiều điều mục sư muốn chia sẻ, nhưng mà thời gian chúng ta cũng có giới hạn và chúng ta có tiệc thánh chung với nhau. Ở trong cái bản kinh thánh mà anh em đọc ngày hôm nay á, hồi nãy Nguyên đọc cái có chữ Chúa, rồi cái đọc rồi cái Chúa có chữ đọc, thì tôi biết cái bản dịch này là sau này và họ cố gắng dịch sát cái bản của tiếng Anh. Thực ra nó chúng ta đọc kinh thánh á, chúng ta biết là trong Sáng Thế Ký đoạn 1 á, thì khi nói tới danh của Chúa đó, thì cái danh đó là Elohim, tức là danh Chúa là đấng quyền năng, đấng tạo dựng. Nhưng mà qua tới đoạn 2 á, thì mới xuất hiện cái chữ Jehovah, mà chữ Yahweh á, là trong cái bản tiếng Anh họ dịch thành chữ Lord. That's why mà cái bản tiếng Việt họ dịch chữ Chúa mà viết khoa đó, là họ cố tình dịch cái chữ Lord đó, mà cái chữ Lord đó thực ra nó là cái chữ Jehovah, chữ Yahweh. Mà chữ Yahweh đó là danh Chúa, mà danh Chúa ở trong mối liên hệ. Cho nên khi mà Chúa thiết lập nên cái hôn nhân là Chúa thiết lập ở trong Chúa, ở trong mối liên hệ. Chúa nói là hãy dựng nên loài người như hình ta, người nam và người nữ. Thực ra cái hôn nhân á, nó phản ánh cái hình ảnh của Thượng Đế. Người nam và người nữ hợp lại phản ánh
cái hình tượng của Chúa, chứ không phải là chỉ người nam hay chỉ người nữ đâu. Mà Chúa dùng cái hình ảnh hôn nhân ở tại thế gian này để phản ánh cái hình ảnh của Chúa. Không phải ai cũng lập gia đình, không phải ai cũng nên lập gia đình, có những trường hợp đặc biệt. Nhưng mà cái sự thật là đa số chúng ta đều có gia đình. Và bất kể tình trạng hôn nhân thế nào, thì chúng ta cũng cần có lời Chúa để biết cho cái hôn nhân của mình. Bây giờ thứ nhất là từ câu 18 cho đến câu 23, chúng ta sẽ học thấy rằng cái nhu cầu hôn nhân. Jehovah, Đức Chúa Trời, thấy không? Cái bản mà mục sư đọc bản truyền thống thì dùng cái chữ Jehovah là Yahweh. Jehovah, Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Chúng ta thấy ở đây, ở trong cái văn mạch này, lúc này là con người chưa có sa ngã. Tất cả mọi điều ở chung quanh đều được tạo ra là tốt lành. Nhưng mà dù là cái sự hoàn vũ đó, cái sự trọn vẹn đó, mọi sự chu cấp cho Adam đó, thì đối với Adam, nó cũng không thể nào khỏa lấp được cái khoảng trống ở trong lòng của Adam. Và Chúa nói rằng loài người ở một mình là không tốt. Cho nên là Chúa sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Cho nên là chúng ta thấy đây là Chúa cảm động và Chúa đáp ứng cái nhu cầu lẻ loi cô đơn của Adam. Cho nên là cái vườn Eden hoàn hảo nhưng mà không có khỏa hết được cái khoảng trống ở trong lòng Adam. Cho nên là Chúa mới đem đến cho Eva. Cho nên là cái giải pháp của sự cô đơn của Adam là Eva. Nó là nguyên văn theo cái cái bản vẽ của Chúa, chứ Chúa không có đem tới một ông Steve cho Adam. Cho nên là nếu như mà chúng ta nói rằng chúng ta có những cái hôn nhân đồng tính á, thì cái đó nó không có đúng với lại cái cẩm nang của Chúa. Chúa không có nói là Adam, người cô đơn quá, ta đem cho người tới ông John, ông Steve gì đó. Không có. Cho nên là cái câu trả lời không phải là một người đàn ông. Câu trả lời không phải là một nhóm đàn ông. Câu trả lời cũng không phải là phụ nữ đại trà. Rồi cứ nay yêu người này, rồi mai, rồi cứ qua người khác. Nhưng mà cái giải đáp của Chúa cho Adam là một Eva, là một người nữ. Từ đầu tiên hôn nhân của Chúa là một người nam và một người nữ. Và Chúa chọn cái người đó và Chúa đem đến cho Adam. Cho nên là, rồi sau đó thì nói rằng Chúa tạo nên một người giúp đỡ. Ta lập nên một người giúp đỡ. Có nhiều người nghĩ rằng, ô, Chúa lập nên cái người nữ là người giúp đỡ, có nghĩa là quét nhà nè, rửa chén, phải không? Rồi làm những cái công việc trong nhà gọi là giúp đỡ. Thực ra không phải như vậy. Ở trong cái ngôn từ của Kinh Thánh, cái chữ giúp đỡ này nhiều lần được dùng là sự giúp đỡ của Chúa. Chúa được gọi là đấng giúp đỡ. Cái chữ giúp đỡ mà dùng cho Chúa đó là được dùng ở trong đây. Chúng ta thấy trong Thi Thiên 46 câu 1, khi nói là Chúa là đấng giúp đỡ chúng ta, thì cái chữ đó là cái chữ dùng cho Adam đó. Cho nên là thật sự Chúa gửi Eva đến cho Adam là không phải để làm những công việc vặt. Giống như chúng ta nói là đàn bà là làm chuyện nhỏ, đàn ông chúng tôi là chỉ làm chuyện lớn, rồi xong rồi không có chuyện lớn cho nên khỏi làm. Rồi cuối cùng là toàn là mấy bà làm không. Không phải như vậy. Chúa đem đến một cái người giúp đỡ là cái người để hoàn thiện, làm được những cái công việc mà Adam một mình làm không có tốt. Cho nên là Chúa đem Eva đến cho Adam. Cho nên là hôn nhân nhằm để chia sẻ cái sự đồng hành giữa vợ chồng, chia sẻ mọi điều thành thật, cởi mở và yêu thương. Hôn nhân là câu trả lời chính cho cái sự cô đơn của Adam. Rồi, bây giờ chúng ta coi từ câu 19. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Chúng ta đang đọc cái câu chuyện yêu đương này, Chúa thấy cô đơn này, Chúa không dẫn tới liền, tự nhiên cái chuyển qua nói Adam đặt tên cho thú vật. Thực ra nó có một cái ý nghĩa. Và khi mà Chúa cho Adam, đầu tiên là Chúa đưa đến, có một cái nhu cầu và Chúa đáp ứng cái nhu cầu đó, đem Eva đến. Nhưng mà để Adam có thể đón nhận được Eva thì Chúa có cái sự chuẩn bị Adam. Và chuẩn bị bằng cách nào? Chúa cho Adam đem tất cả những súc vật tới và đặt tên. Ở trong cái việc đặt tên đó, chúng ta học được ba điều ở nơi đó. Chúa thứ nhất là Chúa chuẩn bị Adam thành một con người có uy quyền. Khi mà Adam gọi tên thì cái điều đó là thành đúng tên như vậy. Tức là xây dựng lên một cái người chồng
một cái người chủ của gia đình, là cái người có cái uy quyền thuộc linh mà Chúa ban cho, là cái người được đứng đầu. Cho nên là Chúa dạy Adam là để Adam làm một cái người lãnh đạo. Adam có cái uy quyền để đặt tên, và quyền lực thẩm quyền đó Chúa ban cho. Chúa huấn luyện Adam thành một cái vị vua ở trong những cái tạo vật mà ở trong vườn Eden đó Adam có quyền. Đó là cái thứ nhất. Trong cái việc mà để đặt tên, chúng ta thấy là không có được cái uy quyền. Cái thứ hai là khi mà ổng đặt tên á, thì ổng bắt đầu thấy có cái sự khao khát. Là tại sao? Là tại vì hưu tới có ông hưu bà hưu, dê tới có ông dê bà dê, cái nào cũng có một con đực con cái hết, mà sao tôi nhìn quay nhìn tới nhìn lui tôi có mình. Thì trong cái vấn đề đó Chúa lại tạo lên một cái nỗi khao khát ở trong lòng của ông, là ông muốn có một người cũng giống như mình đến. Cho nên là Chúa chuẩn bị cái uy quyền thuộc linh, và Chúa cũng chuẩn bị cái tấm lòng để có một cái sự khao khát để đón nhận cái người nữ mà Chúa đem đến. Cho nên là nếu mà không có người nữ thì đàn ông không có biết yêu, không có người vợ thì đàn ông không biết làm chồng, mà không có những nữ hoàng thì đàn ông chả biết làm vua. Cho nên là chúng ta thấy cái việc mà Chúa cho Adam đặt tên, cái thứ nhất là thấy được cái uy quyền, cái thứ hai là thấy có cái sự khao khát để mình cũng có được một cái người giống như mình để giúp đỡ mình. Và cái thứ ba là cũng trong cái việc đặt tên đó, ông thấy được cái sự giới hạn của mình. Sự giới hạn của mình có nghĩa là mình có thể là cai trị cả thế giới, mình có quyền lực như vậy, nhưng mà nếu như mình không có một cái người để chia sẻ với mình, đó là cái sự giới hạn của mình. Thế giới ngày nay bao nhiêu người đàn ông họ đạp ở trên mọi sự, họ leo những cái thang công danh, họ muốn được cho nhiều tiền, họ muốn được nhiều danh vọng. Nhưng mà nếu như kế bên không có một cái người vợ, một cái người có thể chia sẻ niềm vui với mình, những cái giai đoạn, những cái cung bậc ở trong cuộc đời của mình, thì đó là một cái sự giới hạn, đó là một cái sự thiếu thốn. Cho nên là Chúa cho ông đặt tên là có một cái bài học cho ông, có cái sự chuẩn bị cho Adam. Rồi, tiếp theo thì nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê. Làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Adam ngủ mê. Tôi có nghe, tôi có đọc một cái chuyện vui, họ nói rằng mấy ông, khi nào mà mấy bà nói mà mấy ông không thể nào hiểu được, phải không? Đừng có tranh cãi làm gì, cứ đi ngủ đi. Tại vì hồi đó mà Chúa tạo ra bả là mình cũng ngủ, bây giờ mình không hiểu thì mình cứ việc đi ngủ để cho Chúa giải quyết. Ở đây chúng ta học được, ở trong cái hoạt động này, Chúa tạo ra Eva khi Adam ngủ. Như vậy có nghĩa là Chúa biết cái nhu cầu và Chúa biết cái điều nào tốt nhất. Kinh Thánh không có ghi nói là Adam dạy tao với ngươi phải có cái sự hội thảo một chút coi. Bây giờ tao biết là trong lòng ngươi, ngươi muốn có một người nữ. Bây giờ theo ý ngươi là cái người nữ đó như thế nào? Cho tao biết ý kiến. Rồi bây giờ ngươi muốn làm sao thì ta sẽ đáp ứng cho ngươi. Không. Chúa chỉ muốn là ổng ngủ. Chúa nói ta chỉ cần một chút xí quách của ngươi thôi. Lấy ra cái sườn có dính thêm miếng thịt. Tôi nghĩ nó dính thêm miếng thịt. Tại vì sau này ổng nói là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Tức là cũng có xương có thịt ở trong đó, phải không? Mà Chúa kêu là ngủ. Chúa không cần ý kiến của Adam. Chúa dạy người đàn ông rằng Ngài không có cần cái sự giúp đỡ của chúng ta để có thể thiết kế cái người vợ phù hợp cho chúng ta. Cho nên phước cho người chồng nào mà đừng có cố gắng để thay đổi bà vợ, là tại vì thay không nổi đâu. Cái đó là Chúa làm, chứ mình đừng có cố gắng là thay đổi ông chồng, thay đổi bà vợ. Mình phải tin Chúa. Tin Chúa sẽ cung cấp cái người bạn đời của mình đúng lúc và đúng cách. Chúa biết khi nào, trong cái cách nào để có được Eva cho Adam. Chúa biết thời điểm nào để đem đến cho Adam. Cho nên những người còn độc thân hãy yên tâm, Chúa sẽ đem đến cho chúng ta đúng người, đúng lúc. Amen. Sao không nghe độc thân amen? Chúa đem đến cho người nam. Cái chỗ đó chúng ta thấy rằng, giống quý vị xem mấy cái lễ cưới thì thường là cha cô dâu, phải không? Đem cô dâu đến giao. Chúa ở trong cái đám cưới đầu tiên, Chúa là vừa cái người hành lễ nè, là cái người cũng coi như là cha cô dâu luôn, đem Eva đến cho Adam, phải không? Cái đám cưới đó, cái đầu tiên đó là cái đám cưới mà coi như là được sự sắp đặt.
được sự sắp đặt của Chúa. Không có cái vụ dating, cũng không có vụ sống thử. Đám cưới đầu tiên là đặt niềm tin nơi Chúa. Quý ông bà anh chị em có thắc mắc không? Ông bà của mình, những người lớn tuổi ngày xưa đó, có nhiều lúc không biết mặt chồng mình, không biết mặt vợ mình, coi như là hai gia đình hứa với nhau rồi, búp, coi như là tới là về làm vợ chồng. Họ đâu có thời giờ để tìm hiểu, họ đâu có thời giờ mà để dating. Và họ càng không có cái khái niệm là sống thử. Nhưng mà mình thấy họ lại sống đời với nhau. Cái tỷ lệ mà sống coi như là sống chung với nhau tới cuối đời lại cao. Còn chúng ta ngày nay á, kiến thức quá nhiều, đầu tư quá nhiều, cho nên là chúng ta cần phải dating. Có nhiều lúc đấy quá nhiều năm mà không đám cưới. Rồi có nhiều lúc mà chúng ta lại bị cái suy nghĩ bây giờ, mà những cái suy nghĩ sai trật bây giờ nó trở nên được chấp nhận là về sống thử đi, coi nó có phù hợp không rồi chúng ta mới tới. Cái đó không có trong cẩm nang của Chúa trong cái hôn nhân đầu tiên. Chúa cử hành cái hôn lễ đầu tiên khi Chúa thấy cái nhu cầu của Adam. Chúa tạo nên Eva và Chúa đem Eva đến. Không có thảo luận với Adam mà cũng không cần hai đứa đem tới rồi bây giờ sống thử coi được không, rồi nữ người ta làm đám cưới cho các ngươi. Hai đứa dating với nhau làm thử đi. Quý ông bà anh chị em, tôi thấy càng ngày càng nguy hiểm là cái xác suất cho thấy càng ngày cái số nam nữ ở chung với nhau mà không đám cưới thì lên cao. Mà chính vì vậy là những cái mối liên hệ bị gãy đổ nó cũng gia tăng lên. Chúng ta là hai con người không hoàn thiện, chúng ta được Chúa thiết lập để lập nên một cái gia đình. Chúng ta sẽ có những cái sự thách thức và chúng ta nhờ cậy Chúa. Nhưng mà Chúa không có muốn chúng ta là bằng cái lý trí, bằng cái sức của mình. Nhưng mà chúng ta phải có cái niềm tin nơi Chúa. Hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, mà hôn nhân là sáng kiến của Chúa. Mà nếu như hôn nhân được thiết lập bởi Chúa, thì hôn nhân chỉ có thể duy trì được bởi ơn Chúa và có thể tồn tại được là nhờ ơn của Chúa. Và nếu chúng ta gặp khó khăn khi ở trong hôn nhân của mình, thì Chúa là cái người mà có câu trả lời tốt nhất cho chúng ta. Giờ tôi có chiếc xe Toyota. Nếu mà cái xe Toyota có vấn đề, tôi đi đâu là tốt nhất? Đi dealer Toyota là tốt nhất. Là tại vì nơi đó người ta sản xuất ra chiếc xe, người ta biết cái xe và người ta sửa cái xe tốt hơn. Có thể chúng ta cũng chạy đi những cái người thợ máy khác, những người sửa xe khác, họ cũng có thể làm được, nhưng mà gọi là tốt nhất thì là cái người mà sản xuất ra. Chúa là đấng thiết lập nên hôn nhân, Chúa biết rõ cái hôn nhân, Chúa có giải pháp cho hôn nhân. Cho nên là vợ chồng bám lấy Chúa thì có thể giữ được cái hôn nhân của mình, là bởi vì cái đó là từ nơi Chúa. Rồi, bây giờ câu 23. Câu 23 thì nói rằng Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà có. Quý ông bà anh chị em, Adam không phải chỉ đặt tên muôn loài vạn vật đâu, mà Adam được quyền đặt tên người nữ luôn. Cho nên là người Adam có cái thẩm quyền ở trong gia đình mà Chúa ban cho. Nhưng mà khi mà nói tới đặt tên á, là nói tới cái việc mà cái lời nói của mình á, nó rất là quan trọng. Mình phải cẩn thận khi mà mình đặt tên. Phải được ở trong cái sự soi sáng của Chúa. Ở trong gia đình của mình nó rất là nguy hiểm nếu mà mình đặt tên. Cái bà này lúc nào cũng vậy. Cái ông này lúc nào cũng vậy. Mấy thằng con mình lúc nào cũng vậy. Mình đặt tên, coi chừng. Khi mà mình đặt tên đó, nó có thể đem tới phước hạnh hoặc là đem tới rủa xả ở trên cái người phối ngẫu, ở trên hôn nhân, ở trên con cái của mình. Cho nên là phải cẩn thận. Ở đây thì ông nói một cái câu mà tôi thấy rất là quan trọng, là ông nói là người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Tức là ông ý thức được rằng có một cái sự mất mát từ ở trong thân thể của mình để tạo nên cái người nữ đó. Và người nữ đó là đồng xương, đồng thịt với mình. Quý ông bà anh chị em, không có ai mà tự lấy dao mà róc thịt của mình, không có ai tự lấy cây mà đập gãy xương của mình. Là bởi vì khi mà mình đụng tới là đụng tới chính mình. Khi mà mình nói là bây giờ người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, có nghĩa là nếu mà mình đụng tới người đó là mình sẽ bị tổn thương.
Là tại vì người đó với mình là một. Cho nên trong cái hôn nhân, nếu mà mình nói là mình thắng bà vợ hay bà vợ thắng mình là thấy trật rồi. Là tại vì mình không phải là hai phía mà mình chỉ là một. Cho nên là chúng ta có thể ít nhiều kinh nghiệm được cái điều đó ở trong những sai phạm, ở trong những gãy đổ của mình. Mình thấy nó làm cho chúng ta đau đớn. Là bởi vì chúng ta là một. Chúng ta là một. Xương là bởi xương tôi, thịt là bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà ra. Bây giờ, sẽ đi tiếp. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Vả Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Hai cái câu này, nó cho chúng ta thấy ba cái lẽ thật rất là quan trọng. Ở trong cái hôn nhân của vợ chồng á, cái thứ nhất, nó là cái mối liên hệ riêng biệt. Cái thứ hai, nó là mối liên hệ mật thiết. Và cái thứ ba, nó là mối liên hệ cởi mở. Tại sao? Đầu tiên á, thì nói rằng cái người nam á, lìa cha mẹ và dính với lại vợ mình. Cả hai sẽ nên một thịt. Cái chỗ này rất là quan trọng. Có hai cái chữ là chữ lìa. Và chữ thứ hai là chữ dính díu vào với vợ của mình. Cho nên là cái hôn nhân á, nó là một cái gì đó, một cái đơn vị mới, một cái gia đình mới, một cái sự riêng tư mà Chúa muốn cái mối liên hệ nó có tính cách riêng tư. Ở đây không nói là chúng ta không được quyền làm dâu, chúng ta không được quyền làm rể. Nó không phải chỉ là nói về cái vấn đề mà rời ra khỏi cái vị trí địa lý. Nhưng mà nói về rời ra khỏi cái lối suy nghĩ, cái tư tưởng, cái tài chánh. Chúng ta đừng có bị lệ thuộc vào trong cha mẹ của mình. Chúng ta coi bao nhiêu phim Đại Hàn, phim Hồng Kông, phim Việt Nam. Bao nhiêu những cái cảnh mà một cái người chồng mà lúc nào cũng bị lệ thuộc cha mẹ ruột của mình. Cho nên cuối cùng là cha mẹ mình mà không ưa con dâu là mình cũng phải vâng lời cha mẹ và mình bức hiếp vợ của mình. Đã bao nhiêu những cái mối liên hệ trở nên đau đớn là tại vì cái người con nói rằng nếu mà bây giờ mình rời cha mẹ thì mình sẽ không có tài chánh để lo được gia đình của mình. Mình vẫn còn bị dính về vấn đề tài chánh. Mình không có được cái tư tưởng độc lập để tự quyết cho gia đình của mình. Cái điều đó nó làm cho chúng ta không có một cái hôn nhân lành mạnh. Chúng ta thấy ở bên Mỹ này họ hay là thường là đám cưới xong là vợ chồng ra ở riêng. Tức là có nghèo thì liệu cơm gắp mắm, có khó khăn thì cùng chung với nhau để quyết định rồi xây dựng với nhau lên. Nhưng mà nó không có bị can thiệp bởi ba mẹ nhiều. Việt Nam thì con tôi có 40-50 tuổi, 60 tuổi vẫn là con tôi. Cho nên là tình thương mình bảo bọc, cho nên là mình tới nhà, mình tự sắp xếp lại nhà. Con dâu nó dọn rồi mình tới mình dọn theo ý của mình. Tức là mình rồi thằng con trai là không có tách ra khỏi cha mẹ được. Bị lệ thuộc tài chánh, bị lệ thuộc chính trị, bị lệ thuộc ở trong cảm xúc, lệ thuộc ở trong những cái quyết định. Và cái điều đó nó làm cho cái hôn nhân không có được tốt. Cho nên có thể chúng ta ở chung nhà, nhưng mà chúng ta phải có cái quyết định riêng của mình. Quyết định về tài chánh cho vợ chồng mình, quyết định về định hướng cho vợ chồng mình, về con cái cho vợ chồng mình. Ba mẹ có thể góp ý, nhưng mà ba mẹ không có quyết định cho mình. Mình phải là một cái mối liên hệ riêng tư. Amen. Rồi cái thứ hai là phải cái mối liên hệ mật thiết. Tại sao nói mật thiết? Thì nói rằng dính với vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Bây giờ ngoài cái việc phải lìa cha mẹ, bây giờ phải dính với vợ mình. Cái chữ dính đó ở trong nguyên văn nó có nghĩa là lấy keo mà dán. Có một lần mục sư làm cái đám cưới, mục sư lấy hai tờ giấy, lấy keo dán lại, rồi kêu cô dâu chú rể gỡ đi. Gỡ làm sao cho khéo á. Quý vị nghĩ họ gỡ được không? Gỡ ra là sẽ rách. Chúa kêu là mình dính lại với nhau. Là nếu như mà mình xé ra, thì nó sẽ rách. Chúng ta thấy ở trong lời của Chúa đó, cho chúng ta thấy ở trong cái mối có một cái câu kinh thánh đây, Matthew đoạn 19
Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 5 câu 6 thì nói rằng bởi vì hai người trở nên một thịt và điều gì mà Thượng Đế Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người không được chia rẽ. Chú rể phải loài người không? Người chồng phải loài người không? Một chữ hỏi thiệt mà đâu có bẫy đâu. Chú rể cũng là loài người, cô dâu cũng là loài người, ông bà già chồng là loài người, ông bà già vợ là loài người, hàng xóm là loài người, tất cả những người chung quanh không có quyền chia rẽ cái hôn nhân đó. Có nghĩa là dù là tác động bên ngoài, người ở ngoài cuộc hay là người ở trong cuộc, chúng ta không có quyền để bẻ gãy cái hôn nhân đó. Chúa nói là cả hai trở nên một. Adam rất là mừng khi mà có được Eva, phải không? Vui mừng về cái điều đó. Mà nói là hai người trở nên một. Hai người trở nên một thì tức là hai người cảm thấy comfortable khi mà ở cùng với nhau. Và cũng không có ngồi đó mà quan sát những người chung quanh coi còn người nào khác hay không. Một sư đọc chuyện vui nói là ông Adam và Eva, cái hôn nhân của họ sướng hơn hôn nhân của chúng ta ngày nay là tại vì không có ông bà già vợ, ông bà già chồng. Tức là chỉ có ông bà thôi chứ ông bà không có chồng, có vợ. Phải lìa rồi phải dính với vợ của mình. Và dính với vợ của mình, cả hai sẽ nên một thịt. Tức là đụng tới thịt mình là đụng tới thịt người kia. Châm ngôn đoạn 5 câu 18 nói rằng con hãy vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì. Châm ngôn đoạn 18 câu 22, ai tìm được một người vợ tức là tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên những người làm chồng như tôi và quý ông, hôn nhân chúng ta sẽ được cải thiện nếu như chúng ta bớt ngồi đó phê phán chỉ trích cái người phối ngẫu của mình. Mình tin vào Thượng Đế ban cho chúng ta để hai người trở nên làm một. Rồi, bây giờ chúng ta nói tiếp, ngoài cái quan hệ riêng biệt, chúng ta nói tới cái quan hệ mật thiết. Thì trong cái quan hệ mật thiết mà hai người dính với nhau trở nên một á, cho nên cái ngôn từ của chúng ta đó phải là cái ngôn từ là của chúng ta, là chúng ta. Chứ đừng có nói là tôi với lại ông, hay là tôi với lại bà, của tôi. Nhưng mà Chúa nói trở nên là một, cho nên cái tốt nhất là cái ngôn từ chúng ta dùng là của chúng ta. Bà xã nhà tôi bữa nào mà con ngoan, con tôi đó, bữa nào nó có chuyện gì, thằng con ông đó, ông nói chuyện với nó đi. Nó là của chúng ta, chứ không phải là của ông, của tôi, phải không? Trở nên một thịt, nó bắt đầu từ cái việc là quan hệ tình dục, rồi sau đó nó có sự hòa hai trái tim, hai thân thể, hai tính cách hòa quyện vào nhau. Cho nên là quý ông bà anh chị em thấy những cái người mà làm chồng làm vợ, mà mấy ông bà cụ mà sống với nhau mấy chục năm á, tự nhiên bắt đầu họ có cái suy nghĩ giống nhau. Người này vừa mới nhúc nhích là người kia hiểu người này muốn làm cái gì rồi. Họ nói cái ngôn ngữ cũng giống nhau, và thậm chí họ nhìn cũng trở nên giống nhau nữa. Đúng không? Đó là cái điều mà Chúa cho để hai người trở nên một. Rồi, bây giờ đi tới cái điều nữa, đó là nói rằng cả hai người, Adam và vợ, okay? Chỉ có trong liên hệ vợ chồng thôi, Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Quý ông bà anh chị em, cái câu này chúng ta có thể hiểu trong nghĩa đen và chúng ta có thể hiểu trong nghĩa bóng, tức là giữa hai người không có cái gì mà phải giấu giếm cả. Phải không? Khi mà chúng ta nhớ gì nè, hổ thẹn là cái kết quả của sự mặc cảm tội lỗi. Khi nào có tội lỗi, có mặc cảm tội lỗi mới có sự hổ thẹn. Cho nên khi mà Adam và Eva phạm tội thì họ cảm thấy hổ thẹn và họ thấy mình lõa lồ, họ mới chạy đi núp, họ mới lấy lá vả để bọc thân của mình. Cái đó là hổ thẹn, là bởi vì họ mặc cảm tội lỗi, bởi vì tội lỗi đã vào. Để có được vợ chồng mà sống với nhau mà lõa lồ mà không thấy hổ thẹn thì đừng để cái tội lỗi nó xen vào. Chúng ta giữ cái mối liên hệ đó ở trong vợ chồng của mình thôi. Còn nếu không thì ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta. Chúng ta sẽ bị mặc cảm tội lỗi và bị hổ thẹn. Và chúng ta cần phải chạy đến với Chúa để xưng tội lỗi của mình, để được sự tha thứ của Chúa.
để phục hồi cái liên hệ đó. Cho nên là cái mối liên hệ nó phải làm cái mối liên hệ cởi mở. Chúa muốn là không có dấu. Có nhiều lúc chúng ta thấy vợ chồng nhiều lúc thân thể mình không được đẹp, có thể là mình có những cái thẹo, có thể là mình không muốn, mình cảm thấy ngại khi mà người ta thấy. Cái người mình nói chung thích người ta chú ý tới mình, nhưng mà người ta soi mói mình thì mình không thích, đúng không? Dường như ai cũng muốn là người ta quan tâm tới mình, nhưng mà cứ vợ mình chậm chậm hoài là mình thấy là mình không chịu. Mình không muốn một cái quan hệ cởi mở, nhưng mà vợ chồng thì không có cái điều gì phải giấu giếm. Có thể là chúng ta có những cái vết thương ở trong cuộc đời của mình, có thể là chúng ta có những cái quá khứ, có những cái câu chuyện, có những cái điều trong những hoàn cảnh từ lúc mình lớn lên, mình bị abuse bởi cha mẹ, có thể là một cái hôn nhân trước nó để lại những cái vết thương gì đó. Và có nhiều lúc làm cho mình cảm thấy là mình muốn che giấu hơn là mình mở ra với người phối ngẫu của mình. Chúa nói rằng chúng ta hãy có niềm tin và hai người ở với nhau bằng cách cởi mở. Trong hôn nhân là cả một cái tiến trình cuộc đời mà Chúa cho mình. Và càng lâu ở trong hôn nhân, càng hiểu nhau hơn, thì những cái bức tường ngăn trở nó sẽ được hạ xuống, để rồi mình lại cởi mở với nhau nhiều hơn. Mình có thể dám nói về cái quá khứ của mình, mình có thể dám nói về cái sự đau thương của mình, mình có thể dám nói về tất cả những cái gì ở trong mình để hai đứa có thể hiểu nhau. Khi mà nói rằng không hai người quyện nên làm một đó quý ông bà anh chị em, nó phải là sự hòa quyện của cả tâm linh, nó là hòa quyện của cả tâm hồn và hòa quyện của cả thể xác. Mà nên khi mà mình mà cởi mở đó, tức là mình cởi mở để mình nói chuyện với nhau, mình nói chuyện với nhau. Bởi vì cái nói chuyện á, nó là cái chìa khóa để giữ cái mối liên hệ. Cho nên là ví dụ như mình nói chuyện với nhau, mình nói là trong cái theo Chúa đó thì em cảm thấy nó, em ở mức độ này, em gặp cái thách thức này, anh ở trong Chúa thì anh lại như thế này, anh nghĩ Chúa là như thế này. Thì cái người đi nhanh có những lúc phải đi chậm lại một chút, cái người đi chậm phải đi nhanh lên một chút, để ở trong tâm linh chúng ta có sự hòa quyện. Chính vì vậy mà tại sao Chúa dạy là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, mà chúng ta cần phải có hôn nhân với một người ở trong Chúa để có hòa quyện ở trong tâm linh. Rồi sau đó thì mới hòa quyện ở trong tâm hồn để chia sẻ với nhau những điều gì mình thích, những gì mình không thích, những điều gì mình ghét, những điều gì mình nói cho nhau biết. Em không thích anh nói câu đó, em không thích anh không thích em nói câu đó, em không thích có cái thái độ đó. Mình phải nói thì mình mới hiểu, còn không á, những cái sự hiểu lầm nó xen vào. Tôi nói cái thí dụ đi, thí dụ giờ tôi nói là mẹ anh mà nấu canh chua là ngon nhất, không có ai bằng. Thì mình là mình muốn nịnh mẹ mình khen mẹ mình, mà thật sự là mẹ mình nấu ngon. Bà xã ngồi kế bên, dạ mày mốt về ăn với mẹ đi, tôi không bao giờ nấu nữa. Ý ông nói tôi nấu dở chứ gì, mình đâu có ý đó đâu, phải không? Nhưng mà khi mà mình không nói ra, rồi xong đó không nói, ghim trong bụng thôi, từ đó trở đi khỏi cho ăn canh chua luôn, phải không? Là tại vì mình không có mở ra để mình nói chuyện với nhau, để hiểu cái cảm xúc. Cởi mở trong tâm linh, cởi mở trong tâm hồn, và cởi mở ngay cả trong thân xác của mình. Bao nhiêu những cái cặp hôn nhân với những cái lý do ly dị rất là điên cuồng là tại vì không hợp với nhau vấn đề chăn gối. Cho nên trong cái vấn đề mà liên hệ cởi mở cũng phải nói chuyện với nhau, ngay cả ở trong vấn đề xác thịt. Nói chuyện với nhau là khi nào khỏe, khi nào không khỏe, khi nào muốn, khi nào không muốn, khi nào thích, khi nào không thích. Mình phải nói chuyện với nhau mà không hề mắc cỡ, không hề giấu giếm, thì cái hôn nhân đó nó sẽ tốt hơn. Cho nên là Chúa muốn chúng ta có cái mối liên hệ riêng tư, tách ra khỏi cha mẹ, dính với vợ của mình. Chúa muốn phải có một cái liên hệ mật thiết, là hai người phải trở nên một, dính lại với nhau, hòa quyện với nhau. Và cái thứ ba là có một cái mối liên hệ cởi mở. Đó là cái bản vẽ của Chúa. Cái điều cuối cùng mà mục sư muốn nói đó là mình phải có Chúa ở trong cái hôn nhân của mình. Mình không có đủ khôn ngoan gọi là chuyên viên về hôn nhân để mình giữ cái gia đình của mình đâu. Ai cũng có những cái sóng gió, ai cũng có những cái lúc hỉ nộ ái ố, những cái sự yếu đuối của mình. Rồi chúng ta sẽ có những cái thách thức, những cái sóng gió trong hôn nhân của mình. Mình cần có Chúa.
hai người mà cùng kính sợ Chúa, cùng yêu mến Chúa, thì mình dễ dàng để có thể tha thứ và yêu thương với nhau. Cho nên là nguyện Chúa ngày ban phước cho chúng ta. Một sư nói vui là cái cuộc tình của chúng ta là cuộc tình tay ba, tức là vợ chồng với Chúa nữa. Cho nên thí dụ như mai mốt mà mình có con gái mà thằng nào nó tới nó tìm hiểu con gái mình hỏi chứ, con thương ai nhất? Dạ con thương là coi như là con gái của bác nhất. Trật, tao muốn nghe mày nói là mày yêu Chúa nhất, rồi sau đó thì mày sẽ yêu con tao, còn mày nó mày nhào vô mày yêu con tao, tao nghi ngờ mày lắm. Phải làm sao để có cái mối liên hệ với Chúa. Khi mà mình có cái mối liên hệ với Chúa đó là mình sẽ giúp. Ví dụ như hôm qua một sư nói chuyện với Hoàng với lại Hương, một cái điều thôi mà mỗi cặp mà làm được, ví dụ như Chúa nói là chớ giận nhau tới khi mặt trời lặn, phải không? Tức là có chuyện gì rồi xong rồi xưng với nhau, tha thứ nhau rồi đi ngủ chung với nhau, không có giận nữa. Dễ gì ông hả, ra sofa ngủ, đừng bao giờ khiều tới tôi, đừng có bao giờ lên giường, rồi là khi nào tôi đi khuây khỏa rồi lúc đó rồi tính tiếp. Có nhiều lúc kéo dài ngày tuần tháng, đâu có đúng lời của Chúa đâu. Cho nên nếu như mà mình thấy rằng mình đem Chúa vào, đem lẽ thật của Chúa trở về với cái bản vẽ đầu tiên, với cái nền tảng á, thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Một sư nói một cái ý này nữa, cái sự hòa quyện mà Chúa nói rằng trở nên một á, có nhiều lúc ngày nay á, giới trẻ đi ngược. Thí dụ như Chúa nói là phải hòa quyện một, thì nãy một sư nói nó phải bắt đầu từ tâm linh, phải có sự hòa quyện trong đức tin, rồi mới tới tâm hồn, rồi mới tới thể xác. Ngày nay giới trẻ nó khác, nói không bây giờ là mình phải về ở chung đi, tức là vô cái là hòa hiệp thể xác trước, rồi sau đó là bắt đầu mình cảm thấy mất cái sự tôn trọng với nhau, rồi bắt đầu mình cảm thấy là nó hôn nhân nó bị gãy đổ. Mình nói tại sao vậy Chúa, tại sao vậy Chúa, là tại vì mình đi không có đúng theo cái bản vẽ của Chúa, không có đúng theo cái cẩm nang của Chúa. Hôn nhân của mục sư có sóng gió, hôn nhân của quý ông bà anh chị em có sóng gió. Thật sự chúng ta thấy những người gãy đổ, chúng ta thấy những người ly dị, deep down ở trong lòng mục sư không bao giờ có sự linh án, là tại vì mục sư biết rõ hôn nhân của mình có được, vẫn duy trì được, và những ngày tới sống chung với nhau được hoàn toàn là bởi ân sủng của Chúa. Nói tới điều đó để nói rằng chúng ta mời Chúa vào đón nhận ân sủng của Chúa để xây dựng cái mối liên hệ mình đang có là quan trọng. Mục sư cũng khích lệ những anh em có thể là đã qua một cái hôn nhân, thì đừng có để cho những cái sự cay đắng, những cái sự đau đớn, những sự buồn phiền đó nó làm cho chúng ta không có đức tin để bước vào trong một cái mối liên hệ mới. Và những người mà chưa vào trong hôn nhân thì đừng có quá sợ hãi. Mình có Chúa và Chúa sẽ ban cho mình cái điều tốt nhất. Ngày nay giới trẻ họ chọn cái lối sống chung mà không lập gia đình là bởi vì sợ hãi. Ngày xưa ông bà của mình nghèo ơi là nghèo, chả hề hiểu nhau, về với nhau mà ông bà ai cũng 10 đứa con, 12 đứa, 8 đứa, 10 đứa mà vẫn nuôi được. Ngày nay hai vợ chồng đứa nào làm cũng toàn làm cả 100.000 một năm. Không dám có con đâu mục sư ơi, không dám có con. Có con nó tốn kém dữ lắm, có con rồi làm sao mà nuôi nổi nó. Chàng ơi, ông bà của mình dám nói câu là trời sinh voi sinh cỏ, họ có đức tin hơn mình. Mình ngày nay thì khoa học kỹ thuật rồi kia biết nhiều quá, rồi cuối cùng lại là sợ hãi mà không dám. Rồi chưa nói những cái con người là celebrity, những người ca sĩ, những người điện ảnh á, họ lại khuếch trương những cái lối sống sai trật với Kinh Thánh. Rồi bắt đầu là những người trẻ thấy là như vậy là bây giờ nó trở thành cái phong trào, nó thành cái trend, phải không? Cứ lâu lâu cái nghe nó ca sĩ này móc ra đứa con không biết là vợ là ai, lâu lâu móc ra đứa con không biết chồng là ai, rồi cứ thấy cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nó không đúng với lại Kinh Thánh của ông bà anh chị em. Mình có cái cẩm nang của Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta khởi đầu bởi Chúa, duy trì bởi Chúa. Tất cả là nhờ ơn Chúa. Gặp khó khăn đừng có ngồi đó mà nói chuyện với nhau cho hàng xóm nghe, mà tốt nhất là chạy đến với Chúa. Chúa sẽ giúp cho mình. Amen. Mục sư nói là có nhiều điều muốn nói, cho nên mục sư biết là cái bài nó sẽ dài hơn.
Giờ xin chúng ta cùng giữ tiệc thánh chung với nhau. Xin mời chúng ta cùng đứng lên. Mỗi lần chúng ta đến với bàn tiệc thánh đó, quý ông bà anh chị em, một sự lúc nào cũng được nhắc nhớ rằng cái bàn tiệc này là Chúa dọn cho chúng ta. Nói không phải đâu, một sự hồi nãy cô Châu làm, hồi nãy cô Trang làm, không phải. Chứ chúng ta ở đây, chúng ta đến với một cái tâm thế là Chúa dọn cho chúng ta. Và Chúa nói này là thân ta vỡ ra, này là huyết ta đổ ra. Cho nên đó là khi chúng ta đến, chúng ta biết ơn Chúa, và chúng ta đến, chúng ta dọn lòng của mình. Không phải là dọn lòng của mình là để mình được thánh khiết mình mới nhận, nhưng mà mình cảm biết là Chúa đã tha thứ cho mình. Và mình đến, và ở trong cái tiệc thánh nó có mang ý nghĩa là chúng ta có sự đổ huyết thì có sự tha tội, và chúng ta được cái sự cứu rỗi ở nơi Chúa. Và lời Chúa cũng nói rằng thân thể Ngài vỡ ra, những lần roi Ngài chịu đem tới sự chữa lành cho chúng ta. Cho nên là khi chúng ta đến á, chúng ta phải đến với cái hiểu được cái ý nghĩa mà Chúa hy sinh cho chúng ta, để chúng ta nhận được tốt nhất những điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Có nhiều người đọc cái lời của Phao-lô và nói rằng ồ, có những người nhận không đúng cách cho nên là bị bệnh rồi phải chết sớm. Cái nói thôi mình đừng nhận cho khỏi bệnh khỏi chết. Không phải. Khi mình hiểu cái ý nghĩa, chúng ta đang ở trong cái thế giới sa ngã, bệnh tật và chết chóc là cái điều đương nhiên sẽ xảy ra. Nhưng mà Chúa có một cái giải pháp để đem chúng ta ra khỏi điều đó. Đó là trong tiệc thánh mà Chúa ban cho chúng ta. Giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống của chúng ta, giải quyết vấn đề bệnh tật ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đến với sự tự tin, đến với expectation, đến để nhận những cái điều tốt lành mà Chúa đã chết và ban lại cho chúng ta. Tiệc thánh, mỗi người cầm một miếng bánh, từ trong một ổ bánh mà bẻ ra, để nhắc rằng chúng ta là những chi thể ở trong thân thể. Cho nên là chúng ta cần có nhau. Chúng ta không phải là độc lập mà là những chi thể ở trong thân thể của Chúa. Mà mục sư vẫn nói vui là trong cái thân thể đó, chúng ta cũng cần phải có cái đầu. Quý vị mà thấy một cái thân thể không đầu mà đi là chỉ có trong phim kinh dị thôi. Có nghĩa là mỗi người chúng ta ý thức mình ở trong thân thể, nhưng mà cũng ý thức là mình cần phải nối kết với lại Chúa. Nếu mà chi thể nào không nối kết được với đầu, có nghĩa là chi thể đã bị bại. Mà một chi thể bị bại thì cả thân thể bị bại. Vậy nên là cầu nguyện Chúa Ngài cho chúng ta hiểu và nhận những cái điều tốt lành mà Chúa ban cho mình. Amen. Xin ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con đứng trước bàn tiệc của Chúa. Chúa nói là thân của Chúa vỡ ra, huyết của Chúa đổ ra, đem đến sự tha thứ, đem đến sự chữa lành cho chúng con. Con cầu nguyện Chúa Ngài tha thứ những sự vi phạm trong lời ăn, tiếng nói, suy nghĩ của chúng con. Con biết ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài. Chúng con đến với sự tự tin, chúng con đến với sự kỳ vọng, chúng con đón nhận sự tha thứ, chúng con đón nhận sự chữa lành. Con công bố sự chữa lành của Chúa ở trên mọi chi thể trong cơ thể của quý ông bà anh chị em, từ đỉnh đầu tới gót chân. Xin Chúa cho chúng con yêu thương nhau vì chúng con là những chi thể ở trong thân thể. Xin Chúa cho chúng con mỗi người phải nối kết được với Chúa, để chi thể chúng con là chi thể lành mạnh, để những chi thể khác có thể nương dựa chúng con, và chúng con có một thân thể lành mạnh trong ơn của Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Xin chúng ta cùng dự. Sau khi dùng bánh thì Chúa lấy chén phân cho các phong đồ mà nói rằng: này là huyết ta, huyết ở trong giao ước mới được đổ ra cho nhiều người được tha tội. Hãy các ngươi làm điều này, hãy nhớ đến ta. Chúng ta cùng dự. Xin mời thánh cùng an toàn. Amen. Cảm Chúa nhiều lắm vì những điều mà Ngài đã làm cho chúng ta. Mời quý hội thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta cùng nhau hát tôn vinh Chúa, tạ ơn Cha yêu thương chúng ta vì mọi sự, vì mọi chương trình, vì mọi kế hoạch tốt đẹp mà Ngài đã cho mỗi chúng ta. Cha muôn câu ca biết ơn Ngài cùng cả trái tim chân thành. Con không sao quên bao ân thiên thật quá dịu đầy. Ngài dìu con bước đi trong cuộc đời. Xin tôn vinh Cha Jehovah là Chúa muôn loài. Quyền phép lớn lao vô cùng. Ngài yêu thương con đem bằng Giê-xu chịu chết hay rồi. Trọn đời con biết ơn Ngài hoài. Ơn huệ lớn lao tràn tuôn không sao đến. Thank you.
Cha yêu thương, ta ơn Cha biết nhiều, ta ơn Cha biết nhiều, vì Ngài ân yêu con quá nhiều, ta ơn Cha biết nhiều, ta ơn Cha biết nhiều, nguyện suốt đời này ta coi đời đời duy thờ phượng Cha. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện suốt đời này chúng con tôn thờ Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì khuôn mẫu, vì bản vẽ, vì cẩm nang mà Chúa đặt cho hôn nhân loài người. Xin Chúa cho chúng con biết rằng đó là món quà của Thượng Đế ban cho chúng con. Đó là điều thiêng liêng mà chính Chúa thiết lập. Xin Chúa đổ ân sủng của Ngài, ban sự khôn ngoan của Ngài để mỗi chúng con gìn giữ và sống ở trong hôn nhân phước hạnh Chúa ban cho. Mỗi ngày chúng con yêu mến Chúa, mỗi ngày chúng con yêu thương nhau và chúng con bước đi bằng lẽ thật của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con, quyền năng và sự thông công của Chúa Thánh Linh ở cùng toàn thể hội thánh của Chúa từ nay đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Amen. Amen. Chương trình thờ phượng đến đây kết thúc. Xin gặp lại quý ông bà, anh chị em chúng ta vào thứ Bảy tuần sau vào lúc 10 giờ sáng. Và nguyện xin Chúa cũng ở cùng với ông bà, chị em trong một tuần lễ mới. Và hội thánh chúng ta vẫn tiếp tục chương trình đọc Kinh Thánh mỗi ngày nha mọi người. Amen.